Xin chào các bạn, thưa các bạn, bên cạnh tôi đây là một bộ âm thanh có giá trị là 130 triệu. Khi mua thì các bạn sẽ được hưởng một cái giá trị là chúng tôi tặng các bạn một chiếc loa trầm của hãng Pisa kết hợp với một bộ trộn âm thanh và micro của hãng Billy. Bộ này giúp cho các bạn hát karaoke cũng rất là hay. Ngoài ra thì bọn tôi hướng tới hệ thống âm thanh này để các bạn chơi nghe nhạc với rất nhiều loại nhạc với âm thanh analog rất là đẹp. Sau đây xin mời các bạn nghe thử.